Mình được sự diễn giải về cái pháp mà là mình phải giữ cái giới ở trong cái cuộc sống hàng ngày. Thì thứ nhất đầu tiên là mình, ở cái cuộc sống ở thế gian, mình sinh ra trên thế gian này thì mình sẽ cái sự hiểu biết của mình nó sẽ có rất là nhiều những cái giới hạn, và ở trong thế gian thì còn có rất là nhiều những cái điều lỗi lầm, tức là những cái điều tội lỗi. Và là mình sinh ra, nếu như mình mà không học những cái pháp chân chánh thì mình sẽ rất dễ đi vào những cái tà pháp. Thì ở thế gian nó sẽ có rất nhiều những cái tà pháp, và nó có những cái con đường lành và nó có những cái con đường dữ. Ở thế gian thì nó có cái an vui mà nó cũng có khổ đau. Nó có những cái hấp dẫn mình, nhưng mà nó cũng có những cái nó tạo ra cái sự nguy hiểm cho mình. Vì vậy cho nên là cái người sống ở thế gian mình phải có một cái con đường để đi, tức là mình sống ở thế gian mình phải có một cái đường đời phần. Nhưng mà ở trong cái đường đời thì nó có nhiều cái nguy hiểm, mình có nhiều cái không có hiểu biết cặn kẽ được, cho nên là mình phải có thêm cái con đường đạo nữa. Thì con đường đạo nó giống như là cái con đường sẽ chỉ cho mình thấy được những cái điều tốt, điều xấu, những cái điều lành và những cái gì mình nên làm và những cái việc gì mình nên tránh. Vậy cho nên là mình là người đời mà không có được học Phật pháp, không có đạo, mình là sống vô đạo thì là mình sẽ giống như là một cái người không có phương hướng, giống như là một cái con tàu mà nó trôi lan ở, mà con thuyền mà nó ở ngoài biển khơi mà nó không có phương hướng, nó cứ quanh quẩn ở ngoài đó. Cái người đời mà cứ sống ở giữa biển đời mà mình mà không có đạo chỉ đường thì mình cứ chìm đắm ở trần gian. Mà ở trần gian thì sẽ nó không phải là lúc nào mình cũng được an ổn. Lúc thì mình làm người, lúc thì mình sẽ sinh ra và mình sẽ làm châu bò, sẽ làm súc sinh. Có lúc thì mình được sinh thiên, cũng có lúc thì mình phải đọa xuống địa ngục, và cứ quẩn quanh ở trong tam giới như vậy. Cho nên là mình phải có một con đường đạo để đi. Thì cái con đường đạo ở đây thì là mình phải có một cái chỗ để quy y, tức là mình phải hướng về một cái đấng giác ngộ, một cái bậc có trí tuệ, biết đường chỉ lối cho mình để mình tránh xa những khổ đau và đạt đến sự an vui. Cho nên là mình phải có đạo, tức là sống ở đời nhưng mà mình vẫn phải có đạo. Vậy thì mình phải theo một cái đạo nào đó mà có lợi ích chân chánh. Ví dụ như mình là người theo đạo Phật, thì theo đạo Phật thì mình phải thực hành những cái pháp mà Đức Phật dạy. Thì đầu tiên là mình quy y Đức Phật, tức là mình kính trọng Đức Phật và mình chấp nhận Đức Phật giống như bậc thầy chỉ đường cho mình. Thế thì người mình chỉ quy y Phật thôi thì nó sẽ rất là vô nghĩa, vì Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Những cái lời dạy của Đức Phật thì phải còn lại ở trên giáo pháp. Mình quy y Đức Phật thì mình phải thọ trì giáo pháp, nghĩa là mình phải học, phải hiểu mà phải thực hành, áp dụng cái giáo pháp đấy trong cuộc sống hàng ngày. Và để mà học được pháp thì mình phải quy y cả chư tăng, bởi vì quy y tăng cũng có nghĩa là mình sẽ muốn hiểu được pháp thì mình phải học hỏi pháp đấy từ ở chư tăng. Và quy y tăng để cho giáo pháp sẽ, vì tăng với là những người giữ lại giáo pháp được tồn tại ở thế gian từ đời này đến đời khác, cho nên được gọi là ngôi tam bảo. Mình phải thọ tam quy nữa, vậy quy Phật, quy pháp, quy tăng. Đấy, và cái việc mà giữ giới ở trong cái cuộc sống hàng ngày, mình là người tại gia ở thế gian thì khi xưa này Đức Phật cũng chế cho Phật tử tại gia là mình phải giữ được năm giới. Thì năm cái giới này là nó rất là thực tế, vì nó áp dụng trong cái cuộc sống ở cái đời thường hàng ngày luôn. Và vì năm cái giới này nó liên quan, nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của tất cả mọi người trên thế gian này, nó không của riêng bất cứ một ai cả. Thế thì cái người mà chấp nhận học thực hành giữ gìn năm giới này là người đấy mình
Thứ nhất là mình có niềm tin với Đức Phật, vì Đức Phật thấy được những điều mình không thấy, biết được những điều mình không biết, và dạy mình những cái điều rất là cao quý, cao thượng mà mình nên thực hành. Vậy thì thứ nhất là mình để có cái cung kính tôn trọng Đức Phật, và sau đó mình sẽ nghe lời, vâng giữ và thực hành những cái lời dạy của Phật. Thì trước tiên là Đức Phật dạy là không được sát sinh. Thế thì cái nguyên nhân tại sao Đức Phật lại dạy mình không được sát sinh? Thứ nhất là ở đây sát sinh có nghĩa là mình giết hại mạng sống của những cái sinh vật, những loài khác. Nếu mà nói đến giết người thì chẳng ai dám làm, thì tội lớn rồi. Nhưng mà sát sinh ở đây nó bao gồm cả những cái việc mình giết hại những con vật nhỏ bé, nó không thuộc về loài người, cũng Đức Phật cũng răn mình không được giết một con gì hết. Cả những cái con vật nó lớn như con trâu, con bò hay là con lợn, con gà, đến những con vật nhỏ bé, con tôm, con cá, hay là đến những cái con vật nhỏ hơn nữa là những cái con sâu, con bọ, con ruồi, con muỗi, mình cũng nên tránh, không nên giết hại bất cứ một cái sinh vật, sinh mạng của một cái loài nào. Thì mình vì Đức Phật thấy được rằng là ở trong cái vòng luân hồi sinh tử, thì khi mà mình giết hại một con vật gì đấy, mình phải khởi lên một cái ác tâm, tức là mình phải khởi lên một cái ý là mình muốn giết cái con vật đấy, mình cố gắng giết cho nó, mình cố gắng giết nó, thì cái lúc mình khởi lên cái ý muốn giết nó là cái tâm ác nó khởi lên, mình cố gắng giết nó là mình tạo ác nghiệp. Khi mà mình tạo ác nghiệp như vậy thì sau này mình sẽ bị cái quả báo khổ đau cho chính mình. Mình gây đau khổ cho một cái chúng sinh khác thì cũng là mình đang gây đau khổ cho chính mình. Vậy thì những cái con vật đấy mình giết thì cái tội nó nặng hay nó nhẹ, nó tùy thuộc vào cái tâm của mình, cái mức độ, cái tâm ác của mình nó lớn hay nhỏ, cho nên nó tạo ra tội lớn và tội nhỏ. Ví dụ như là khi mà mình cố gắng giết một con vật lớn thì cái tâm ác nó sẽ mạnh hơn, vì cái con vật đó nó mình giết được nó rất là khó, vì nó khó mình phải cố gắng rất là cao. Vì vậy cho nên là, và khi mình giết nó xong rồi, những cái ác tâm này nó sẽ lưu lại ở trong tâm mình rất là lâu. Ví dụ như mình giết một cái con vật gì lớn, mình sẽ ghi nhớ rất là lâu, thì cái tâm bất thiện nó sẽ khởi lên rất là mạnh, và nó để lại cái nghiệp ác rất là lớn, và sau này mình sẽ bị cái quả báo rất là lâu dài. Vậy thì nó tùy theo cái con vật đấy lớn thì mình sẽ chịu cái quả, cái tội nó sẽ lớn hơn. Những con vật nhỏ thì mình khởi lên cái ác tâm nó ít hơn, cho nên là cái nghiệp ác nó cũng nhỏ hơn. Nhưng mà đối với những cái con vật mình vô tình mình giết thì nó lại không có tội. Ví dụ như là chẳng may mình đi đường mình dẫm đạp vào những cái con vật gì đó khiến nó chết thì nó không có tội, bởi vì mình không có cái ác ý với nó, mình không cố tình giết nó thì nó sẽ không có tội luôn. Nên thì khi mà ở trong cuộc sống ấy, thì mình vì ở cái cõi người nó có rất là nhiều những cái con vật ở xung quanh mình, cho nên là cái việc mà giữ cái giới sát sinh này nó cũng rất là dễ mà nó cũng rất là khó. Nếu như mà mình có cái tâm mà muốn giữ giới thì hàng ngày mình sẽ phải luôn thận trọng trong tất cả những cái hành động của mình. Mình biết rằng là mình làm một cái việc gì đó mà nó có thể tổn hại đến sinh mạng của những cái loài vật khác thì mình phải thận trọng và tránh. Hay khi mình quét lá, quét nhà mình cũng phải lựa để mình không làm chết những con vật. Khi mình đốt những cái đống rác mình phải để ý xem nó có những con vật nó ở dưới không. Khi mình đổ một cái nước sôi xuống dưới đất mình phải thận trọng, đừng có đổ trực tiếp xuống, nó sẽ làm chết sinh vật ở dưới. Thì tất cả những cái hành động đấy là mình đang cố ý tránh xa sát sinh. Vậy thì nó có hai cái cố ý, một là cố ý sát sinh, hai là cố ý tránh xa sát sinh. Và tội phước nó cũng đều nằm ở trong hai cái sự cố ý này. Như khi mà mình đứng trước một cái hoàn cảnh nó có một cái con vật gì đó mà nó mà cái việc làm của mình có thể đụng đến mạng sống của nó, nếu như lúc đấy là một cái người không biết tu tập, không biết giữ giới thì họ sẽ không quan tâm đến mạng sống của những loài khác, và người ta sẵn sàng làm chết cái con vật đấy một cách thản nhiên. Thì khi mà mình cố ý làm chết nó thì lúc đấy là cái tâm của mình là có cái ý giết nó rồi,
và nó tạo ra cái ác nghiệp. Vậy cái cố ý đấy là tạo ra nghiệp. Nhưng cũng cái con vật đấy, trong cái lúc mình đang làm việc, mình biết nó có những con vật này, và mình cố ý không giết hại nó, cố ý làm sao cho nó không bị chết, thì lúc đấy nó tạo ra công đức, nó tạo ra cái tâm thiện này. Vậy thì nó trong tâm mình một lúc ấy nó sẽ có sự đấu tranh giữa cái tâm thiện và tâm ác. Nếu mình cố ý giết con vật đấy thì đó là tâm ác, và mình đã hành động là giết nó thì là mình đã có cái hành động ác, nó tạo ra ác nghiệp ở tâm và nó có ác nghiệp ở thân. Và nếu mình sai người khác giết thì nó có ác nghiệp ở cõi. Còn nếu như mà mình cố ý không giết nó, mình thân của mình tránh ra, thì nó tạo ra thiện nghiệp ở nơi thân, nó tạo ra thiện nghiệp ở nơi tâm. Vậy đấy là nếu như một cái người biết giữ giới như vậy thì mình sẽ luôn luôn có cái tâm thiện nó chiến thắng tâm bất thiện. Còn người không biết giữ giới thì luôn luôn để cho tâm bất thiện nó chiến thắng tâm thiện. Và cái người mà sống với cái tâm bất thiện đấy thì mình trở thành ác nhân, người ác. Còn nếu như một người mà mình luôn luôn khởi lên cái ý là tránh xa sát sinh đấy thì mình là thiện nhân, hay là một cái người hiền thiện. Thì nó sẽ cái sự giữ giới này nó sẽ làm cho mình từ cái người ác trở thành người thiện, một từ một ác nhân trở thành một thiện nhân. Từ một cái thiện nhân đấy mà được, cũng là cái tâm của mình mà tu tập nó mạnh hơn nữa, thì đến một lúc mình có cái sự tu tâm nữa, nó trở thành thánh nhân. Thế thì ở đời nó là như thế, nó đều ở trong cái cuộc sống này, nó tùy theo cái cách sống của mình mà mình là trở thành ác hay là thiện, mình tạo tội hay là tạo phúc, nó từ trong cái cuộc sống thì nó là mình cái kiếp người này, cái cơ hội để tạo phước với cơ hội để tạo tội là nó bằng nhau, cái cơ hội để mình sát sinh với cơ hội để mình tránh xa sát sinh nó bằng nhau, cái cơ hội để mình tạo khởi lên ác ý với cái cơ hội để mình khởi lên cái tâm thiện là nó như nhau. Vậy nên thì nó tùy theo những cái lúc đấy. Ví dụ mình thọ trì giới rồi là mình ghi nhớ là mình sẽ thực hành, nhưng mà cái giới này nó thành tựu hay không là còn do cái lúc mà mình đối diện với cái cảnh. Ví dụ như là bây giờ có cái con vật ở đây mà mình tránh xa, mình không giết nó, thì lúc đấy mình là người đã có giới hạnh. Còn bây giờ thọ trì xong vẫn chưa phải là người có giới hạnh, mà mình phải gặp cái hoàn cảnh đấy và mình thật sự có cái tâm tránh xa, mình không làm cái việc ác nữa, thì lúc đấy mình mới là người có giới hạnh, và lúc đấy mới có công đức, mới có phước lành từ cái việc giữ giới này. Và lúc đấy thì giới mới thành tịnh ở trong mình. Giới có nghĩa là mình có cái sự ngăn ngừa, mình có cái sự ngăn chặn, mình có cái sự tránh né đối với việc ác. Vậy thì mình là người có cái tâm thiện thì nó mới tránh né cái ác. Vậy ngay cái lúc mình tránh né cái ác ấy, thì đó là cái tâm nó hướng thiện rồi. Thì cái quả báo của cái việc sát sinh, ví dụ như là một cái người đấy mà sát sinh thì cái nghiệp đấy nó cứ tích lũy lại, nếu như đến lúc mình chết mà trong một cái kiếp người mình sẽ giết rất nhiều sinh vật, thì lúc chết thì mình sẽ có thể phải tái sinh vào những cái cõi khổ như địa ngục hay ngã quỷ, hay là sinh lại làm súc sinh. Khi mình sinh lại làm súc sinh, mình thường xuyên phải chịu những cái quả báo, ví dụ như là sẽ bị những cái người khác người ta giết lại, mình bị những cái con vật lớn hơn nó xé xác nó ăn thịt nào, và chẳng hết cái quả báo đấy rồi. Nếu như được sinh lại làm người chẳng hạn, thì cái nghiệp sát sinh nó có thể nó vẫn chưa hết, sẽ khiến cho mình sẽ hay bị gặp những cái bệnh tật ốm đau nhiều hơn, hay có nhiều oan gia, hay có nhiều oan trái, hay có nhiều người người ta chống đối, người ta làm hại mình. Ví dụ như là trước kia mình đã từng giết một cái con vật gì đó, để sau khi nó chết nó sinh trở lại làm người chẳng hạn. Thế thì khi mà nó sinh trở lại làm người thì bắt đầu nó là hai cái đối tượng đấy mà gặp nhau, tự nhiên là có oan trái với nhau, bởi vì nó gieo rắc ở trong tâm từ xa xưa rồi. Bây giờ gặp nhau mà tiếp xúc với nhau một thời gian, thế nào cũng chống đối nhau. Vậy cái người nào mà sát sinh nhiều thì bây giờ mình sẽ thấy trong cuộc sống này, mình đi đến đâu mình cũng gặp những cái người người ta chống phá, gặp những cái người oan trái, người ta có ác ý, người ta muốn làm hại mình. Đấy là vì cái tội lỗi của cái việc sát sinh, nó sẽ gây ra cái sự khổ đau cho mình rất là lâu dài.
Nếu như có thể tránh được cái sát sinh này, mình đã tránh đi được rất là nhiều những cái oan trái, tránh đi được rất nhiều cái khổ đau rồi. Vậy thì cái mà mình muốn có cuộc sống an toàn nhất ở trên đời thì đó là thứ nhất là tránh xa sát sinh ở cái mức tuyệt đối nhất, tức là ở cái mức cao nhất mình có thể, cả từ những con vật lớn đến con vật nhỏ, đến trở thành một người sống bất sát, vô sát, không sát hại. Thì lúc đấy mình sẽ có cái từ tâm thương yêu hết tất cả mọi loài. Khi cái ác tâm nó không khởi lên thì cái từ tâm nó sẽ khởi lên. Thì mình sẽ không có ác ý muốn hại con vật gì. Thì lúc đấy mình thấy một cái con vật gì nhỏ bé, nó khổ đau mình cũng cảm thấy có cái tình thương. Và mình sẽ thấy cái con gì nó khổ đau mình cũng muốn phóng thích cho nó giải thoát khỏi cái khổ đau. Và khi mà mình giải thích, phóng thích cho nó khỏi khổ đau, mình cảm thấy trong tâm mình nó rất là hoan hỷ, nó rất là an lành, nó rất là an vui. Vậy khi mình làm xong một việc thiện, mình sẽ thấy tâm nó rất là an ổn, và nó rất là an lành, nó rất là hoan hỷ. Vậy thì mình giữ được một cái giới này, mình sẽ thấy là ngay trong hiện tại mình có sự an vui, và tương lai sẽ an vui. Thì cái người thực hành giáo pháp là thế. Khi mình chưa thực hành mình không cảm nhận được, trước khi thực hành rồi mình sẽ cảm thấy mình có cái sự ngay trong hiện tại mình cũng có an lạc, và tương lai thì mình còn hưởng cái phước lành cao thượng hơn rất là nhiều lần. Thì cũng tương tự như vậy với các cái giới còn lại, như là không trộm cắp, mình không có lấy tài sản của người khác. Bây giờ mình phải nguyện ở trong lòng mình sẽ sống một cái cuộc sống chân thật, không có lấy trộm cắp của ai. Nên mình nguyện với Phật là con sẽ giữ cái hạnh trong sạch như thế, không trộm, sống không có trộm cắp của ai. Khi mình nguyện như vậy rồi, nhưng mà chưa chắc mình đã làm được. Nếu như nó chưa gặp một cái cảnh là khi nào đấy mình gặp một cái hoàn cảnh là mình ở trong một cái cơ hội mà có thể lấy được cái vật của người khác. Nếu như là cái vật của người khác, cái đồ đạc của người khác mà nó nằm trong cái tầm tay mà mình có thể lấy trộm được. Nếu như là cái người nào đó mà từ trước đến giờ đã từng hay ăn trộm, hay có cái tính ăn trộm của người khác rồi, thì bây giờ thấy cái vật của người khác mà để hở ra, thì cái tâm ăn trộm ấy nó sẽ khởi lên và mình sẽ khởi cái ý muốn lấy cái vật. Nhưng mà nếu như bây giờ mình phát nguyện giữ giới, thì ngay cái lúc đấy mình nhìn vào cái tâm mình xem là cái tâm cố ý lấy trộm và cái tâm cố ý không lấy trộm, cái nào nó mạnh hơn. Vậy thì cái giới này nó sẽ thành tựu được chỉ khi nào cái tâm mà mình sẽ tránh xa cái việc lấy trộm cắp này nó mạnh lên, và nó chiến thắng được cái tâm mà cố ý lấy trộm vật của người khác này, thì là lúc đấy mình mới thành tựu được cái giới hạnh. Vậy thì mình lúc đầu ấy là mình phải tập như thế, mình dù mình thấy cái vật của người khác nhưng không bao giờ khởi lên một cái ý ăn trộm. Mình biết là đúng vào cái vật của người này sẽ là lấy trộm, và lấy trộm thì sẽ là một cái tội lỗi, một cái tội ác. Cái tội ác ở đây nó đều sinh lên ở cái tâm của mình. Ví dụ cái tâm của mình khởi lên cái tâm trộm cắp mà nó ở cái mức độ lớn thì là nó thành tội lớn. Cái tâm trộm cắp mà nó ở cái mức độ nhỏ thì nó thành cái tội nhỏ. Còn mình không cố ý lấy thì nó không có tội, không cố ý lấy trộm thì nó không có tội. Ví dụ như là nếu như mình cố ý lấy trộm những cái vật lớn thì đương nhiên là mình, cái tâm của mình nó sẽ phải có cái sự cố gắng lớn thì cái tội nó sẽ lớn. Cái vật nó có giá trị thì tội nó lớn, vật có cái giá trị nó thấp thì mình cái sự cố gắng nó vẫn thấp thì nó sẽ, tội nó sẽ nhỏ hơn. Và có những cái trường hợp như là vì là những người thân, những cái vật dùng chung với nhau, hoặc là mình biết rằng là mình dùng cái vật này mà cái người thân đấy, người bạn thân hay là những người thân thuộc của mình có biết là mình lấy nhưng mà cũng không có khởi lên cái tâm khó chịu bực bội, tức là sẽ hoan hỉ để cho mình sử dụng chung, thì cái đấy nó phạm thành tội. Còn lại mình biết rằng là cái vật này mình lấy đi là cái người ta có cái vật này, người ta biết thì người ta sẽ bắt mình phải đền trả, hoặc là người ta sân hận tức giận với mình, thì mình biết như vậy mà mình vẫn cố tình lấy thì lúc đấy nó phạm thành tội ăn trộm. Mình sẽ phạm thành cái tội ăn trộm. Thì cái tội ăn trộm nó cũng
như nó sẽ làm cho nó cũng mình cũng sẽ phải chịu cái quả báo ở tương lai. Ví dụ như là tương lai sau này mình cũng hay bị mất trộm. Thế cái người nào mà hay bị mất trộm nên là do trước kia mình có cái mình đã từng tạo cái nghiệp ăn trộm của người khác nhiều. Thì cái việc mà để cho mình vì ở trên đời này ai cũng yêu cái tài sản của mình, ai cũng yêu quý cái tài sản của mình, tham ái và dính mắc với tài sản rất là lớn. Khi mình bị ai đó lấy trộm mình cũng sẽ rất là khổ đau. Nhưng mà mình lấy trộm người khác thì mình cũng người khác cũng khổ đau. Vậy cái việc ăn trộm cũng là gây đau khổ cho người khác. Và cái việc gây đau khổ cho người khác đấy thì sau này mình cũng bị cái quả báo sẽ phải chịu khổ đau trở lại. Nên là phải giữ cái giới thứ hai này, không được lấy trộm cắp một cái vật gì của ai. Và mình sẽ giữ cái giới này một thời gian thì nó sẽ quen. Nhưng mà có rất là nhiều những cái đồ của người khác nhưng mình trở thành cái người chân thật, mình không bao giờ cố tình lấy bất cứ cái gì của ai nữa. Thì lúc này mình sẽ trở thành cái giới mà không ăn trộm. Và cái giới ở thứ ba đó là không được tà dâm. Những người ở tại gia thì có vợ có chồng, nhưng mà mình không được ngoại tình với lại vợ hoặc chồng của người khác, thì đấy được gọi là giới tà dâm. Khi mà một cái người mà có cái sự ngoại tình, mình sẽ làm cho người khác cũng sẽ bị khổ đau, ví dụ làm phá hoại cái hạnh phúc gia đình của người khác, thì sau này cái gia đình của mình sẽ không được hạnh phúc. Thế là mình sẽ bị cái quả báo như vậy. Thì những cái giới này là mình gây đau khổ cho người khác, cũng là gây đau khổ cho chính mình. Vậy thì cái giới này nó cũng thành tích khi nào mình có cái sự ngăn ngừa, có cái sự tránh né đối với những cái việc tà dâm đấy. Như là trong cuộc sống nó có những cái chuyện cám dỗ về cái đời sống nam nữ, tham ái, tham dục ở thế gian. Vậy thì một cái người nào mình đứng trước cái sự cám dỗ đấy mà mình vượt qua được, thì là cái người đấy mình, nó sẽ tạo thành một cái sức mạnh của cái việc giữ gìn, tạo thành cái sức mạnh của cái việc giữ gìn cái phẩm hạnh. Thì lúc đấy mình sẽ có cái đức hạnh này, và nó có cái công đức, có cái phước này, vì cái tâm giữ gìn của mình, cái phẩm hạnh của mình nó mạnh hơn. Vậy thì chỉ cái người nào mình có mình nguyện thọ giữ cái giới này và mình vượt qua được những cái cám dỗ nếu như mình gặp phải, thì lúc đấy thì cái tâm thiện của mình nó sẽ mạnh và nó chiến thắng đi cái tâm bất thiện. Thì cái phước lành của mình nó cũng sinh khởi khi mà mình vượt qua được những cái sự cám dỗ ở bên ngoài này. Thế là giữ cái giới tà dâm. Còn giữ cái giới nữa là không nói dối. Thì không có nói dối ở đây có nghĩa là mình nói sai sự thật. Và nói dối ở đây là mình có cái ý muốn lừa người khác, để cho người khác tin vào một cái điều sai. Tức là mình biết là đây là một cái sự không thật, một cái gì đó không có sự thật, không đúng sự thật, mà mình cố tình nói sai sự thật, và mình làm cho cái người nghe đấy tin vào cái điều sai trái đó, thì đó là mình phạm giới nói dối. Khi người ta tin vào những cái điều sai trái rồi thì người ta có thể sẽ gặp những cái điều tai hại khổ đau. Vậy thì cái việc mà mình cố tình nói dối mình cũng làm khổ người khác, thì cũng gieo cái nhân khổ đau cho mình. Vậy thì nguyện tránh không nói dối. Thì cái người mà nói dối thì nó một thời gian nó sẽ trở thành cái thói quen, nó thích hay đi lừa dối người khác. Và khi mà mình nguyện rồi thì sau đó thì mình luôn luôn phải ngăn ngừa. Khi mình khởi lên cái ý định muốn nói dối, mình ngăn ngừa ngay lại. Vì lúc đấy nó sẽ khởi lên cái hai ý, một là cố ý nói dối, hai là cố ý không nói dối. Và lúc đấy thì cái tâm nào nó chiến thắng thì nó sẽ thành tựu được cái thiện hay cái ác. Mình nếu như lúc đấy mình cố ý nói dối thì nó thành tựu về ác, mình cố ý không nói dối thì nó thành tựu về thiện. Vậy thì lúc thì cái cơ hội của mình là để nói dối và nói thật thì nó cũng như nhau. Vậy thì mình thọ trì cái giới này rồi thì mình làm cho cái tâm chân thật của mình nó mạnh lên và nó chiến thắng cái tâm giả dối đi. Vậy là một thời gian nó sẽ trở thành cái thói quen, và lúc ấy nó dần dần nó trở nên thuần thục, và lúc ấy mình sẽ không bao giờ khởi lên cái ý muốn nói dối nữa. Vậy thì cái giữ giới lúc đầu thì nó sẽ phải cố gắng, sau đó nó sẽ thuần thành dần dần. Thì cũng như vậy, cái giới mà không uống rượu và các chất say cũng thế. Do mình đã từng dùng rượu hay bất cứ cái chất gì mà say nghiện,
Thì cái này mà cái người nào mình đã từng sử dụng rồi nó mới nghiện, người chưa sử dụng thì nó không nghiện. Khi mà cái người mà đã sử dụng rồi mà nó đã nghiện rồi thì mình phải từ bỏ, tránh xa nó. Còn mình chưa sử dụng mình cũng phải ngăn ngừa, mình tránh xa, đừng có để một lúc nào đó mình bị nhiễm vào rồi thì nó khó. Cái lúc này nó cũng như thế. Khi nào mà ví dụ có ai đó mà xui khiến mình bảo mình hãy sử dụng những cái chất đấy, thì lúc đấy mình phải cố gắng vượt qua, cố gắng ngăn ngừa và từ bỏ đấy. Kể cả mình có nghiện một cái chất nghiện thì đó, bây giờ mình cố gắng từ bỏ. Nếu mà mình cố gắng mình vượt qua được nó, giống như mình đã chữa cho mình lành một cái bệnh. Thì cái bệnh này là cái bệnh của tâm, cái tâm bất thiện của mình cũng phải diệt trừ được nó. Thì đó là cái người Phật tử ở tại gia mình sẽ giữ năm giới, đó là không sát sinh. Thì cái giữ cái giới đứng đầu tiên, bởi vì nó tạo ra cái tội rất là lớn, và nó liên quan đến đến cái mạng sống của chính mình. Ví dụ như là bây giờ mình yêu quý cái mạng sống nhất, lúc nào mình cũng muốn được sống đâu, rồi mình đi cầu xin này nọ, nhưng mà chẳng ai ban được cho mình cái đấy. Thì Đức Phật thì là bậc giác ngộ, Đức Phật biết được là cái người muốn sống lâu thì cái người đấy phải tạo ra được cái nhân sống lâu, tránh được cái nhân chết sớm. Thì đó là cái việc gọi là giữ giới không sát sinh. Không sát sinh thì không giết hại mạng sống người khác, thì mạng sống của mình được an ổn, không ai giết hại cả. Đấy, cho nên là cái giới được đặt lên đầu tiên và quan trọng nhất. Mình muốn mình không ai đụng đến cái mạng sống của mình thì đừng có đụng đến mạng sống của ai hết. Mình không muốn người khác đụng đến tài sản của mình thì đừng đụng đến tài sản của ai. Mình không muốn phá hoại, không muốn gia đình của mình mất hạnh phúc thì đừng động đến tà dâm, đến hạnh phúc của người khác. Mình không muốn bị nói dối, bị lừa dối thì cũng đừng nói dối người khác. Mình không có muốn bị say sưa nghiện ngập thì mình đừng có tránh xa những cái chất say và chất nghiện ra. Thì khi mà mình giữ giới được như vậy thì mình sẽ có dần dần, lúc đầu thì nó sẽ mình phải tập và nó sẽ còn bỡ ngỡ và còn phải khó khăn, nhưng mà một thời gian sau nó trở nên thuần thục dần dần. Nó thuần thục là không bao giờ mình còn khởi lên cái ý muốn giết một con vật nào nữa, và luôn luôn có cái hành động nó là tránh né, không giết. Và dần dần những cái tâm trộm cắp, cái tâm tà dâm, cái tâm nói dối, cái tâm uống rượu, tất cả những cái tâm đấy nó sẽ hết đi. Nó sẽ hết và nó không còn khởi lên, vì cái sự ngăn ngừa, vì cái sự phòng tránh của mình nó càng ngày nó sẽ càng mạnh hơn. Thế thì lúc đấy những cái tâm bất thiện nó cũng bắt đầu nó yếu đi, và những cái tâm thiện nó sẽ mạnh lên. Cái tâm từ bi nó sẽ mạnh lên, cái tâm chân thật nó sẽ mạnh lên. Cái nhân cách của mình, cái trí tuệ của mình nó sẽ tăng lên do cái sự giữ giới. Vì khi mình giữ giới được như vậy thì mình sẽ thấy cuộc sống nó rất là an vui, nó rất là an ổn, nó rất là an lạc. Nó không có bị dao động, không có bị bất an như những cái người người ta sống không giữ giới. Những người không giữ giới thì Đức Phật gọi là những người đấy là phóng dật. Phóng dật có nghĩa là cái người đấy không có bao giờ ngăn ngừa những cái tâm bất thiện của mình, ngăn ngừa những cái hành động bất thiện của mình. Mình sống theo bản năng, theo cảm tính. Mình thích sát sinh là mình sát sinh, thích trộm cắp, thích tà dâm, nói dối, uống rượu là mình thích, là mình làm. Nên là những cái tâm bất thiện đấy nó khởi lên, nó không được ngăn ngừa lại, càng ngày nó càng lớn lên, càng mạnh lên. Và những cái tâm ác đấy nó mạnh lên thì sau này mình không tự chủ được, và mình cứ đi làm những việc ác hoài. Còn những cái tâm ác đấy nó khởi lên mà mình được ngăn ngừa, mình được chế ngự lại, mình đoạn trừ nó đi thì dần dần nó sẽ yếu đi, nó hết đi. Và cái tâm của mình nó trở nên thuần thiện dần dần. Mình sẽ sau này mình sẽ chỉ làm những cái việc thiện thôi. Nên là gọi là những giữ giới thì tâm nó sẽ được an ổn, nó định tĩnh là vậy. Giới sinh định, định sinh tuệ, thì nó sẽ sinh ra cái trí tuệ nữa. Cái giữ giới là những cái nền tảng đầu tiên của tất cả những công đức, những hạnh lành như thế. Cái việc đầu tiên là giữ giới. Nhưng mà với một chỉ giữ năm giới này thôi thì mình sẽ tạo ra được những cái phước ở đời này và đời sau. Ví dụ như là có thể tạo được cái phước như sinh kiếp đời này hoặc đời sau mình được gặp những cái sự an vui như được sống lâu, được mạnh khỏe, có sắc đẹp, có trí tuệ, an vui, không có những cái chuyện rủi ro tai nạn.
Nhưng và kiếp sau mình có thể sinh lên cõi trời hoặc sinh làm người được hưởng những cái sự an lành ở thế gian này, nhưng mà nó không có chứng ngộ được những cái đạo quả niết bàn giải thoát. Nên là mà thì mình vẫn cứ trôi năm ở trong sinh tử, cho nên là cần phải có cái sự mong cầu tu tập những cái pháp nó cao hơn nữa. Ví dụ như là Đức Phật dạy là nếu mình sống ở tại gia thì một tháng mình thọ trì bát quan trai giới ít nhất là được 4 ngày. Những ngày trai giới như ngày mùng 8, ngày rằm, ngày 23, ngày 30, một tháng 4 ngày trai giới. Thì những cái ngày đấy mình phải giữ 8 giới, tức là giữ hơn 5 giới này. Cái 8 giới là không sát sinh này, không trộm cắp này, không hành dâm này, không nói dối, không uống rượu, không ăn phi thời, không trang điểm, không xem nghe múa hát, và không nằm ngồi nơi quá cao và sinh dật. Có nghĩa là một tháng có 4 cái ngày đấy là mình phải tu tập giống như là các bậc thánh nhân, tức là bắt chước cái hạnh của các bậc thánh nhân. Nên là ví dụ như là lúc đấy mình phải phát nguyện này, vì các bậc thánh nhân, các bậc A-la-hán suốt đời không sát sinh, để một ngày một đêm nay con nguyện không sát sinh, các bậc thánh suốt đời không trộm cắp, không hành dâm, không nói dối, không uống rượu, thì một ngày một đêm nay con nguyện không hành dâm, không nói dối, không uống rượu. Các bậc thánh suốt đời không ăn phi thời, con nguyện một ngày một đêm không ăn phi thời. Các bậc thánh suốt đời không trang điểm múa hát, không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp, thì con nguyện một ngày một đêm. Thì những cái ngày mà tu bát quan trai giới đấy có nghĩa là mình tập cái hạnh suốt ni thế gian, tức là tập cái hạnh giải thoát của các bậc A-la-hán. Ví dụ như những thiền sinh đến chùa thì ngày nào cũng là cái ngày giữ 8 giới. Đấy, thì trong cái sự giữ 8 giới đấy là cái ngày hôm đấy là cũng đồng thời mình phải tu tâm. Tức là những cái ngày hôm đấy là phải buông bỏ, tức là phải nghỉ hết các cái công việc thế gian ấy. Thế là hôm đấy phải những cái ngày đấy mình không có đi làm ăn buôn bán công việc kinh doanh hay là làm nữa, mà mình ngồi ở nhà đến chùa, xong là mình thọ trì 8 giới đấy và bắt đầu mình tu tập giới định tuệ, tức là giữ giới và hành thiền trì quán. Thì cái bát quan trai giới nó sẽ thành tịnh. Nó sẽ thành tịnh thì cái tu tập đấy nó sẽ là cái nhân để mình giải thoát khỏi cái vòng luân hồi sinh tử, và mình chứng ngộ được niết bàn. Nên là có nhiều người có thể tu tập mà những ngày ba quan trai giới đấy cũng có thể chứng đắc được đạo quả. Ví dụ như thời Đức Phật mà nhiều người tu vào những ngày trai giới vẫn chứng đắc được đạo quả, chứng đắc được thánh quả. Nhưng mà thời bây giờ tu tập mà vậy thì mình cũng gieo được cái nhân để chứng đắc đạo quả ở trong tương lai. Vậy thì là Phật tử tại gia mình có cái ý muốn được giải thoát khổ đau sinh tử, mình cũng phải có những ngày trai giới như vậy. Đó là ngày mùng 8, ngày 15, ngày 23, ngày 30 giữ ba quan trai giới và chuyên tu. Thì thực ra thì cái pháp chuyên tu đấy nó cũng có những cái ba la mật, đầy đủ hết tất cả các ba la mật. Mình hôm đấy mình cũng là người tại gia, nhưng mà cái tâm cái mình đã tu tập cái bát quan trai giới nó trở thành cái tâm của người xuất gia, tức là cái tâm của mình xuất ni khỏi cái thế gian, và nó sẽ tạo ra được cái nhân duyên để chứng đắc niết bàn ở trong tương lai. Thế như là nếu mà đến chùa mình hành thiền một ngày nào, mình đang gieo cái duyên để chứng đắc niết bàn ngày đấy. Và cái ngày mà mình tu tập hành thiền đấy là cũng là cái ngày mình buông xả thế gian. Người hình tướng mình vẫn có thể là tại gia, nhưng mà cái tâm của mình nó đã là xuất thế. Một ngày tu tập bát quan trai là một ngày đang tập cái pháp xuất thế. Một ngày tu tập chuyên tu là một cái ngày mình đang thoát ra khỏi cái vòng sinh tử khổ đau, và cái niết và cái phiền não của mình nó cứ giảm dần, phiền não của mình nó sẽ yếu đi dần. Thì cái tham ái chấp thủ nó yếu đi, thì cái dòng khổ đau, cái dòng luân hồi nó cũng giảm dần dần dần, mình sẽ đi đến niết bàn nhờ cái tu tập bát quan trai giới. Vì vậy nên là ít thường thường thì Phật tử tại gia thì có ngày rằm, ngày mùng 1 ấy, là hay đi chùa, đấy cũng là những ngày tu tập. Nhưng mà mình phải tu một cách nó chuyên sâu hơn, đó là mình phải tọ 8 giới và chuyên tu cái ngày hôm đấy nữa, thì mình mới được mới có được cái những cái ba la mật. Thì những ngày hôm đấy là tạo ra cái ba la mật để
để chứng đắc các cái thánh quả và chứng đắc niết bàn trong tương lai. Thì cái việc giữ giới trong cuộc sống là như vậy. Vì trong cuộc sống mình sẽ gặp rất là nhiều những cơ hội để phạm giới. Thì gặp bao nhiêu cơ hội phạm giới thì mình sẽ có bấy nhiêu cơ hội để giữ giới. Nên là mình trong cuộc sống mình sẽ đụng chạm rất là nhiều những cái công việc và những cái hành động của mình có thể phạm vào những điều như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối là rất nhiều. Nhưng đấy lại cũng là cái cơ hội để mình cố ý tránh xa những điều đó, tránh xa sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thì mỗi một khi mình tránh xa được những cái hành động đấy, những cái việc nỗi lầm đấy, là những cái lúc đấy mình tăng trưởng lên cái công đức, tăng trưởng cái phước lành, tăng trưởng cái tâm cao thượng, và mình chiến thắng được những cái tâm hạ nhiệt, chiến thắng được những cái tâm bất thiện. Vậy thì đấy là, vậy nên là cái người mà biết thọ trì tu tập ở trong cuộc sống hàng ngày, mình sẽ tạo ra được rất nhiều phước lành, tạo ra được rất nhiều công đức. Thì những cái phước lành công đức đấy, mình có cái ước nguyện gì thì nó sẽ thành tựu cái điều đó. Thì cái ước nguyện ví dụ như là bây giờ mình nguyện là mình trong tâm mình bây giờ mình hay có cái mong muốn gì đó. Thì có mỗi người có những mong muốn khác nhau. Có những cái người mà học Phật pháp chuyên sâu thì người ta sẽ mong muốn được chứng đắc niết bàn. Thì cái việc giữ giới sẽ hỗ trợ cho mình chứng đắc niết bàn tương lai. Nhưng mà cũng có cái người mà còn mình chưa hiểu về con đường giải thoát, mình còn mong cầu hưởng những cái hạnh phúc ở thế gian. Mình mong cầu được sống lâu. Thì chính cái hành động giữ giới này nó sẽ hỗ trợ mình được sống lâu. Mình mong muốn có tài sản, mình mong muốn có sức khỏe, mình mong muốn có trí tuệ. Thì đấy là những cái công đức này, nó sẽ hỗ trợ cho mình đạt được những điều đó. Mình mong muốn những cái gì ở trong tương lai, mình mong muốn sinh về cõi trời, mong muốn trở lại làm người. Thì những cái công đức này nó sẽ hỗ trợ cho mình đạt được những điều mong muốn đó. Vì vậy cho nên là Đức Phật mới dạy này là tất cả cái cuộc sống của mình là do mình tạo ra như vậy. Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tam, là quyến thuộc của nghiệp như vậy. Tức là chủ nhân là mình làm chủ của cái thân tâm này, mình làm việc gì là do mình quyết định. Ví dụ như mình sát sinh, trộm cắp, tà dâm đấy là do mình quyết định. Mình không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, nói dối, không uống rượu là do mình quyết định. Đấy là mình làm chủ những cái hành động của mình. Mình làm chủ cái thân, làm chủ cái khẩu, và làm chủ cái ý của mình. Ba cái nó tạo nghiệp. Vậy thì mình làm chủ cái nghiệp là vậy. Thiện nghiệp hay ác nghiệp do mình làm chủ, mình làm, mình chịu. Là thừa tự của nghiệp là khi mình gặp những cảnh khổ đau là do những ác nghiệp nó trổ quả. Khi mình gặp những cái sự an vui là do thiện nghiệp nó trổ quả. Thì đấy là mình đang thừa tự những nghiệp mình đã làm ở trong trước kia, trong đời quá khứ. Mình là quyến thuộc, là thai tạng của nghiệp, là tất cả những cái hành động mình đã làm ấy, nó sẽ để lại nghiệp và nó trổ quả dần dần. Nó không trổ quả ngay mà nó dần dần nó sẽ trổ quả. Nó giống như người mang thai thì có ngày nó sẽ sinh ra. Thì những cái nghiệp mình đã tạo sau này nó mới ra quả. Và những cái nghiệp ấy nó sẽ đi theo mình từ đời này sang đời khác, từ kiếp này sang kiếp khác. Thì mình gọi là nghiệp là quyến thuộc, vì nó sẽ đi theo mình lâu dài. Còn bà con quyến thuộc của mình sẽ không đi theo mình đến kiếp sau. Lúc mình chết là không ai đi theo ấy. Mình chết một mình, nhưng nghiệp nó sẽ đi theo mình. Và nó sẽ hỗ trợ, nó sẽ duy trì cái kiếp sống tương lai của mình. Mình tốt hay xấu là do nghiệp, nghiệp thiện hay ác của mình mà thôi. Thì đấy cho nên là phải biết cách tạo nghiệp, mình có cái niềm tin vào những cái nghiệp. Và mình không nên có những niềm tin vào những cái pháp mê tín. Pháp mê tín như là đi cầu xin, mình nghĩ là có ai đó ban cho mình. Đấy là mình mê tín vào những cái pháp mê tín đấy là tà kiệt. Thì những cái người người ta không gặp được chánh pháp, người ta gặp những tà pháp, người ta sẽ làm những cái việc đấy. Thì những cái việc đấy nó là vô ích, không có lợi ích gì. Mà cái sự mình tu tập, mình tạo ra phước này thì nó mới thiết thực, nó mới là chánh pháp, nó mới là cái con đường chân chánh. Thì cái người phải học đạo thì mới đi được vào con đường chân chánh. Còn mình không học đạo, mình cứ thực hành theo những cái pháp ở thế gian thì nó có rất nhiều những tà pháp, những cái con đường sai trái, và mình sẽ đi lầm đường rất là nhiều. Vậy là phải biết học pháp, biết áp dụng, biết thực hành giáo pháp, thì dần dần nó sẽ giác ngộ ra, rồi dần dần cái trí tuệ của mình càng ngày nó sẽ càng lớn lên, càng mạnh lên, và mình
sau này mình sẽ giác ngộ thì mình sẽ giải thoát, cũng nhờ cái con đường mình biết học đạo, biết thực hành giáo pháp. Bây giờ có ai hỏi gì không? Thử. Ai hỏi gì không?